Chào năm cho anh em đã đến với kênh chia sẻ anh em nha. Mình là shop chia sẻ đam mê ha. Đây là hai kiện hàng bị hoàn về, lỗi do nhà vận chuyển mà lưu hàng quá lâu anh em nha. Có nghĩa là họ cầm hàng hoài, họ không giao, thì đến cả chục ngày rồi, đến cả chục ngày rồi thì khách họ nói họ không nhận nữa, họ đặt chỗ khác. Ừ, ok. Mình sẽ khui ra. Hôm nay mình chủ yếu là làm clip để review cái sản phẩm. Cái thứ hai là mình sẽ báo giá cho anh em luôn. Tại vì một ngày anh em nhắn tin vào hỏi giá với hỏi mua như thế nào á, thì mình không có trả lời kịp á. Thì đa số là để anh em nhắn tin Zalo đợi lâu quá. Cái thứ nữa là nếu anh em gọi á, nhiều khi mình xài hai sim, mà một sim mà có khách gọi rồi á, thì sim một sim cá nhân, một sim gia đình, mình không có xài nhiều sim, nên là một sim để bán hàng á, thì anh em gọi á, nhiều khi gọi không được á, là do mình đang nói chuyện với người thân hay là nói chuyện với người quen. Thì điện thoại xài hai sim thì nó sẽ không có sóng cái sim kia. Một cái nữa, ví dụ như anh em gọi mà gặp gọi vô số bán hàng mà lại gọi trúng lúc mà anh em khác người ta gọi rồi á, thì cũng không được, nên là anh em sẽ bị gọi không được. Đây, cái kiện hàng này thì gồm có nè, cánh phượng hợp kim. Hợp kim này là hợp kim thép 304, thép không rỉ anh em nha. Nó rất là giống nhôm và cũng nhìn cũng giống gang, nhưng mà thực tế nó nặng hơn rất là nhiều. Nó nặng tới 400 gram lận. Nó dày lắm nha anh em, nó dày lắm. Mà này là thép không rỉ, anh em có cầm đi mưa nó cũng không rỉ luôn. Nó không có giòn như là gang hay là nhôm đâu. Ví dụ cánh này anh em đạp thoải mái luôn, nó không gãy được. Nó là hợp kim thép 304. Hiện tại thì hợp kim thép 304 có nhiều anh em gọi là inox 304. Thì cái hàng này họ hay làm củ sen bây giờ á, củ sen phòng nhà tắm đồ, hay là mấy cái thiết bị hiện đại, mấy thiết bị nước á, chịu nhiệt, chịu áp lực đồ đó, là họ làm cái này hết á. Đây thì mình sẽ gói hàng như thế này. Và mình coi cái kiện hàng này gồm cái gì nha. Ở đây thì nó 480 ngàn. Một cánh, một kẹp. Một kẹp là một cò đó anh em, kẹp bi á. Thì mình ghi là một cánh một kẹp nè. 2 dây 3, 1 dây 5. 2 dây 3, 1 dây 5, đây là combo nha. Combo này, bình thường mình sẽ báo giá chính xác cho anh em luôn. Anh em mua combo thì nó sẽ có lợi hơn được một tí. Còn anh em mua lẻ từng bộ phận thì nói chung là nó cũng không xê xích bao nhiêu hết á, nhưng mà để mình báo combo để anh em dễ mua ha. 2 dây 3 nha anh em. Dây thì có đợt màu này, có đợt màu khác. Dây 5 này anh em. Dây này thì lỗi rất là nhỏ, lỗi rất là nhỏ anh em ha. Cái này 4 ly hay 5 ly mình không biết, mình không có đo, không có đo, nhưng mà lỗi rất là nhỏ. Lỗi nhỏ vậy thì dẫn tới là nó dày thì lực nó lớn. Cái kiện hàng này là cái gì, mình độn độn cho nó khỏi lắc á, đụng giấy á anh em, độn cho nó khỏi lắc. Thì những cái hàng này thì anh em mua hàng thì được coi hàng thoải mái nha, nhưng những ở đây thì đa số á, thì trẻ thì biết mua hàng hết rồi, còn có những chú lớn tuổi trung niên đồ thì có khi là không biết mua hàng như thế nào ha. Đây là cò kẹp bi, giới thiệu sơ về cái cò kẹp bi xong mình sẽ hướng dẫn mấy chú mấy bác lớn tuổi mua hàng nhé. Nói rõ về cái cách mua hàng. Đây là cò kẹp bi nha. Nhiều anh em rất là nhầm lẫn là tưởng là khi mà mình bóp cò thì cái này nó mở ra, mà buông cò thì nó khép lại. Không phải anh em nè, khi mà cái cò nó tự đẩy lên lại á, là nhờ một cái lò xo trong ở đây nè, và cái lục giác này ở đây có lò xo, nó đẩy cái cây này đẩy lên thì ở đây nè, cái cánh này là nó có cái lò xo giữa này, nó kéo anh em, nó kéo cho lúc nào nó cũng nằm tư thế này hết nè. Khi mình kéo về nè, khi mình kéo về nghe, thì mình mở cái này ra để mình bỏ bỏ bi vô đúng không, bỏ 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 đạn vô đúng không, đó thì cái cò nó không đẩy lên được nè. Mình mở cái này ra nè, khi mình bỏ đạn á là tự nhiên mình bóp cái cò cái là mình mới mở ra được nha. Nè, khi mình muốn bỏ đạn là mình bóp cái cò cái mình mới mở ra được, tại vì cái đây là cái chốt mà anh em hiểu không.
nó khóa bằng cái kiểu chốt lên nè, chốt lên nè, không nói nhiều nữa, anh em nhìn chắc hiểu mà đúng không? Ừ. Khi mà mình muốn nhét đạn vô đây á thì mình phải mở cái này ra nè, mình kéo cò trước nè, mình mở này ra, mình bỏ đạn vô nè, xong sau đó là mình dùng tay nè, ví dụ mình bỏ đạn vô rồi nè, sau đó mình dùng tay mình bóp cái này lại nha, mình bóp lại để anh em biết sao, để chắc chắn là nó sát, tại nhiều khi cái viên đạn mình nó to mà cái da mình nó dày nữa, nó mới kéo được như thế này á, mới kéo được như thế này thôi, nó tự khép, nhưng mà cái lực của cái lò xo kéo này nó không có đủ mạnh để mà mình tự động bóp chặt, thì anh em dùng tay bóp một cái nha, khi nào nghe cái cạch nè, nghe nè, bóp cái nghe cạch, nghe cạch, cạch nhỏ thôi chứ không lớn đâu, là chắc chắn là cái cò nó đã khóa vô đây được rồi nè. Ví dụ như cái khi mà anh em mà không bóp á, mà nó như này, cái cò nó chưa rớt vào cái khe này được nha, không rớt vào chêm vào đây được, thì anh em buông ra cái là nó tự nó kéo, cứ cò ha, cứ cò đó, nên là anh em chơi phải biết, nói tại sao mà cứ bỏ vô nó cứ cò, bỏ bi lớn á, hoặc là cái da dày quá đó, da dày quá thì anh em phải hỗ trợ dùng tay nè, bóp một cái, khi nào nghe cạch phát, hoặc là dùng tay bóp, một tay bóp một cái ngón tay để ở dưới đẩy cái cò lên, khi nào nghe cạch phát là được ha. Đó, nguyên lý của nó là rất là đơn giản. Ví dụ như mình chơi bắn tên bắn đồ đó, thì tốt nhất là anh em là chơi thêm dây thun vào đây nè, chốt một cái con vít đằng trước, kéo dây thun kéo vào đây, hoặc là nếu mà có lò xo kéo thì càng tốt để mình hỗ trợ, chứ còn mấy cái lò xo trong này nó nhỏ và nó chỉ có tác dụng tự đẩy trở lên lại thôi, chứ nó không mạnh được, mình muốn trợ lực thì mình phải chế thêm, đã đồ đồ chế thì anh em phải hiểu ha. Rồi ok, nói về dây xong rồi, cò xong rồi phải không, rồi nói về cánh xong, tiếp tục nói về cái laser, và để mình giới thiệu xong mà mình sẽ giới thiệu về combo và cách mua hàng. Laser thì laser này là laser tích hợp kẹp kẹp cành 12 nè anh em. Nếu có thể bạn bỏ hai cái thằng ray hai bên ra là anh em kẹp cành 12 và siết trực tiếp cái hàng lục giác trong này ha, là nó sẽ kẹp trực tiếp cành. Còn nếu mà anh em kẹp chơi cái ná này á, thì anh em kẹp ray. Ray thì có thể anh em mua ray, bên mình không bán ray ha. Tại cái này đa số anh em mua nhôm về chế, hoặc là không mua nhôm về chế thì kiếm cái thanh thép nào đó. Ray này là ray 11. Anh em cũng có thể là 12, 13 tùy nè. Tại vì cái độ ngang ngang này nó siết bằng ốc, nó không có cố định ha. Nên tốt nhất làm ray 11. Nghĩa là một cái thanh dẹp 11 kẹp vào đây. Còn cái thanh dẹp đó khi mà mình muốn bắt vô cái bán của cái thằng ná này thì giá là dễ thôi, rất là dễ thôi. Một là mình bắn vít, hai là mình làm chân rồi mình hàn ha, cũng dễ thôi. Còn làm gỗ thì dễ nữa, làm gỗ thì khoan lỗ rồi chêm lên rồi vặn vít thôi, vặn vít, mua vít gỗ về dùng tua vít vặn là được ha. Ở trong cái tia laser này thì giới thiệu kỹ luôn ha, mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em luôn để anh em đỡ mất thời gian. Tại vì mấy clip trước mình cũng có báo giá, nhưng mà nhiều khi anh em không có coi á, có clip báo giá, có clip không báo giá. Nè, pin. Đoạn cái này ra, pin này thì nó rất là rẻ thôi. Một vỉ nó có mười mấy nghìn thôi, mua ở chỗ mấy chỗ bán đồ chơi á. Mình thì mình hồi trước mình có bán, nhưng mà bây giờ mình không có bán. Tại cái này nó thông dụng quá rồi. Có nhiều anh em hỏi laser này được. Nè, laser nè. Anh em thấy không? À, cái ánh sáng nó rất là mạnh nha anh em. Đang có đèn nữa đó mà nó mạnh vậy đó. À, để mình chiếu cái độ xa cho anh em coi ha. À, để đang trong nhà hơi khó. À, rất là sáng nha anh em. Kể cả anh em ra nắng cũng vậy luôn, nó cũng không khác gì hết á. Ra nắng nó cũng vậy luôn, tại vì cái đèn mình là đèn 50 50W, nó rất là sáng. Đèn 50W rất là sáng. Cái này có nhiều anh em hỏi là nó chiếu xa được bao nhiêu, thì cái này mình nói là mấy trăm mét là thoải mái, tại vì nhiều khi xa quá thì mình nhìn thấy nó không rõ thì mình phải sử dụng ngắm ha, thì mình mới thấy rõ được. Còn bình thường á, laser này họ chỉ là ngắm bắn nhanh chứ không thể nào laser, tại vì laser nó không phải như ngắm được mà nhìn được mấy trăm mét ha, nhưng mà nó chiếu rất là xa, nên là tầm anh em chơi cái gì cũng được, nói chung anh em chơi cái gì cũng được ha. Khi mà gửi đi thì mình sẽ chêm cái này cho anh em nè.
tại vì nhiều khi nó vận chuyển nó cấn, nó hết pin của anh em mất công nhé. Mình sẽ đặt cái miếng này lên nè, cái miếng này lên nè, mình vặn nè. Lúc này thì cái lò xo này nó sẽ không có tiếp xúc được cái đít cục pin và nó sẽ không có bật được. Khi anh em về anh em vặn ra, bỏ cái này ra nha. Tại có mấy anh em á, đồng kiểm hay lắm, xin đồng kiểm, đồng kiểm mở ra bóp cái là hàng lỗi không nhận, rồi cái là cũng không có gọi cho shop luôn, không có gọi điện cho shop luôn. Số điện thoại của shop khi mà đặt hàng thì phải lưu lại cho mình nha, không gọi cho shop luôn, hàng về là bình thường. Thì cái đó bó tay luôn. Mà mấy cái hàng này ít có ai coi lắm, tại vì giới thiệu nó có như thế nào thì mình quay y vậy rồi. Ví dụ như mà anh em á tin tưởng không kiểm hàng, nhưng mà mình á, quyền lợi của mình mà, mình lúc mình mở hàng mình quay clip, quay cái clip ngắn nha, để có cái gì đó gửi sai hàng thiếu hàng gì đó anh em mình tự giải quyết với nhau, mới phải quan trọng gì cái chuyện đó. Rồi chuyển qua cái phần báo giá nha. Bình thường mình bán nè, một cái cánh nè, một cái kẹp nè, hai bộ dây ba là 450 nha, 450 bao ship nha. Nếu mua cái laser nữa là thành combo nè, một cánh, một cò, hai dây ba, một cái laser. Laser bình thường bán lẻ là 150 bao ship, nhưng mà anh em mua chung vậy mình tính 100.000 thôi cho rẻ, cho anh em dễ mua, là chạy ra combo này 550 nha. Combo này 550. Dây này thì 30.000 một sợi nè. Dây này 30.000 một sợi. Dây ba này 20.000 một sợi nha anh em. Dây ba 20.000 nha. Nghe kỹ giá nè. Cái này dây 5 này thì 30.000 một sợi. Nếu anh em mua hai sợi này á thì nó sẽ chạy ra nè, ví dụ như combo một cánh một cò, hai bộ dây này là 450 đúng không? Nếu anh em muốn mua thêm hai dây này thì 60.000 nữa là 501 không? Bớt hẳn 10.000. Bớt hẳn 10.000 cho anh em dễ mua là 500 bao ship. Rất là gọn luôn. Mua cái laser vào nữa thì 600 bao ship đó. Combo 2 dây 3, 2 dây 5, một cánh một cò và một laser ha. Rồi ok. Tiếp theo nè. Ví dụ như anh em chỉ có dây rồi hoặc là không thích dây bên mình, có thể mua một cánh một cò nè. Giá 430. 430 bao ship nha. Anh em mua một cái cánh không mình bán 230 nè. Một cái cánh không bán 230 nè. Một cái cò không bán 220 nè. Đó là thực tế là cái cò này là cái cò đang xịn nhất trên thị trường hiện tại nha. Nó nói kỹ hơn nè, anh em có thể chơi bi 8 ly, 8 ly rưỡi đổ về, bi sắt á, thì cái hiệu quả nó cao. Thì anh em mà kẹp, muốn kẹp cái bi chai, bi thủy tinh con nít chơi á, cái bi đó nó rất là lớn anh em ha. Có thể là nó là không lọt được cái khe này. Nên anh em cân nhắc trước khi mua giùm mình nha, tránh trường hợp khiếu nại vì những cái mà mình không hiểu biết ha. Có nghĩa là mình chưa hiểu biết chứ không phải là mình không hiểu biết. Tại vì trước khi mình mua một cái sản phẩm nào á thì mình cũng phải đọc ha. Mình phải đọc kỹ phần mô tả hoặc là coi kỹ clip, hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop để shop tư vấn cho, hoặc là để lại thông tin trên Zalo, để lại số điện thoại trên tin nhắn này kia. Tin nhắn trực tiếp cũng được nha anh em nha. Shop sẽ lập tức là nhắn tin trở lại hoặc là gọi điện trở lại, tùy theo cái lượng khách mà khách, ví dụ khách bận quá thì khách nhắn tin trở lại. Còn nếu mà khách rảnh là khách gọi lại ngay nha. Rồi ok. Phần báo giá thì hiện tại nó như vậy. Cái ống ngắm thì bên mình không có bán ha. Ống ngắm thì mình không có bán, tại vì nó thiên về phụ kiện súng, mình lại không có bán. Mấy cái này thì nói chung là luật pháp mình nó không có quy định nha. Luật pháp nó không có quy định, nhưng mà nó cũng rất là nhạy cảm. Nên là khi anh em đồng kiểm thì lưu ý giùm mình, coi đúng hàng mình nhận, không sành sạn, không có này kia ha. Nhiều khi bưu tá nó dễ thì nó thoải mái lắm, nhưng bưu tá nó khó, hoặc là gặp ngay thằng điều hành của bưu cục đó nó giao hàng cho mình thì mấy thằng đó nó xỉ le ghê lắm. Mấy thằng đó kiểu như ta có chức có quyền á, ta kiểu như là ta làm tới quản lý rồi đó, thì nó sẽ nhảy ra là nó có quyền thu hàng về, rồi nó lập biên bản, rồi nó phiền phức bên shop ha. Rồi nó khổ lắm. Nhưng mà cái chuyện thu nó cũng không phải dễ đâu. Tại vì hiện tại thì Shopee á, Shopee và Lazada nó cũng đang bán cái này rất là mạnh. Nên là cái chuyện mà lập biên bản thu hàng á thì nó sẽ khiếu nại sùm trời đất hết á, chứ không phải là dễ ăn của người ta được nha. Nhưng mà nó phiền phức lắm. Giống như là bắt oan người ta rồi đến lúc mà tha cho người ta cũng mất bao nhiêu thời gian, và cũng mất thời gian công sức của người ta đó, kiểu vậy ha. Thì thôi,
Hôm nay giới thiệu cho mấy chú khi mà mua hàng của con á, là chú cứ cho địa chỉ con gửi tận nhà ha. Mấy chú cứ cho địa chỉ con gửi tận nhà thì mấy chú mở hàng coi hàng và trả tiền cho người giao hàng thôi. Nói chung á là không phải cọc cạc gì. Còn nếu anh em mà chuyển khoản trước thì mình sẽ bớt cho một bộ combo như vậy, mình bớt hẳn 30.000. Tại vì khi chuyển khoản thì mình sẽ không mất cái tiền phí thu hộ tiền ha. Thì tiền cước nó sẽ rất là rẻ, nó tầm mười mấy 20.000 gì đó. Còn nếu mà anh em mua một bộ như này á, do nó nặng á, thì cước nó lên 50-60.000 lận nghe anh em. Nó tùy theo khu vực, có khu vực thì rẻ hơn, có khu vực thì nó lên tới 50-60.000 đó. Nên là mình báo với anh em như vậy để anh em biết được. Ví dụ như mà tin tưởng thì mình chuyển khoản luôn, và Zalo xin địa chỉ và tài khoản, cho địa chỉ và xin tài khoản phát là mình giao dịch nhanh gọn lẹ luôn ha. Còn nếu mà anh em nào tin không không chưa đủ tin tưởng thì cái nói rõ là cái YouTube của mình á là cũng từ 2016 rồi, mình bán rất là nhiều sản phẩm, anh em có thể tham khảo ha. Clip này chưa đủ thông tin thì anh em có thể coi thêm những clip khác mình làm, cũng phải rất là nhiều clip về ná này rồi. Đa số là mình không có thời gian đi săn đi bắn thực tế, nhưng mà mình cũng quảng cáo cho anh em hiểu. Ví dụ mua của mình, không mua của mình thì cũng từ cái clip của mình mà hiểu được hơn về sản phẩm, mà mình là người người tiêu dùng, người mua hàng thông minh ha, để mình trải nghiệm cái sản phẩm tốt nhất có thể nhé. Rồi ok, cảm ơn 500 anh em, chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.